thấy bụi hoa đẹp, cô gái đứng lại chụp hình, nào ngờ vừa quay đi, chủ nhà đã đem dao ra chặt. Theo đó, trong lúc đang đi dạo trên đường phố Nhật Bản, cô gái bỗng nhìn thấy một bụi hoa đang khoe sắc rực rỡ bên bờ rào. Không suy nghĩ quá nhiều, cô gái đã chạy đến để chụp với bụi hoa một vài tấm làm kỷ niệm. Ai mà có ngờ đâu, ông chủ nhà đã vô tình chứng kiến được khoảnh khắc ấy. Tuy nhiên, thay vì bước ra trách mắng hay là lớn tiếng đuổi đi để cho thấy bản thân đang bị làm phiền, người chủ nhà lại chọn cách không nói không rằng, âm thầm lặng lẽ mang dụng cụ ra cắt tỉa sạch sẽ hết tất cả, không để chừa lại một bông hoa nào. Khi cô gái chỉ vừa mới quay lưng bước đi được vài chục mét, được biết đây không phải là trường hợp du học sinh Nhật duy nhất bị sốc văn hóa trước hành động dứt khoát của người chủ nhà, mà đã có rất nhiều trường hợp tương tự khác đến xin trái cây hay là xin được chụp vài kiểu ảnh với một khóm hoa đẹp, thì không cần phải sang ngày hôm sau, mà ngay trong ngày hôm đó, cái cây hoặc là khóm hoa đó đã biến mất khỏi sân nhà họ. Nhiều người cho rằng vì Nhật Bản có lối sống khép kín, không muốn bị phiền phức nên làm vậy để người khác không làm phiền đến cuộc sống riêng tư của mình. Một vài ý kiến khác được mọi người để lại. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, họ sợ ai cũng thấy đẹp rồi xin chụp, mất riêng tư nên họ thà cắt bỏ để tránh gặp phiền toái đó. Tôi gặp nhiều rồi, xin đàng hoàng họ vẫn vui vẻ cho, nhưng mà hôm sau đi qua thì thấy họ đã chặt hết luôn. Họ không thích bị ai đụng chạm, dòm ngó, họ sống kiểu mình không phiền ai và cũng không muốn ai phiền mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.